Bây giờ thì cuối cùng mình đã đến làng nghề chè truyền thống ở xã Tân Cương. Thank you.
giờ em biết là năm năm tươi là ra một còn một khô đúng không? Đấy là một cái người ta lấy một cái quy chuẩn chung ấy, nhưng mà nó lại phụ thuộc vào cái chất của người chăm. Ví dụ như người ta chăm sóc tốt cây chè tốt thì là đang cân được, được, nhưng như nhà mà chăm sóc không tốt thì được. Nó nặng, nó lá cái lá nó dày ấy, cái lá nó dày, da nó không hao. Sinh học mà anh ngửi cái mùi đấy, anh chỉ cần gọi điện lên ngoại trên xã cái là xuống họ phạt 15-20 triệu là mình chịu rồi. Không sợ về cái đấy. Rất là thật, nhưng mà phải có thời gian cách ly. Ví dụ như là về sinh học nó 3 ngày, 7 ngày, thế nhưng mà chẳng ai người ta dùng 3 ngày đâu, cần 7 ngày, 14 ngày. Nó là sinh học thì nó không có độc hại gì với cả cây, với con người, với lại lợn gà xung quanh ấy. Ở đây thì bao giờ thế. Đây này, cái trà đinh lên nào. Còn em hái mà của cái chè 3 triệu rưỡi chỉ có một cái đinh này. Còn ví dụ cái búp này với điều kiện là cái búp này nó còn phải non, nó còn ôm như này. Nó đang là cái đinh 2 triệu rưỡi đây này. Là cái đinh chị pha đấy, là hái như này, nhưng cái búp nó còn non, nó còn ôm lại cái này. Là cấu bên đây như này. Cái này là bây giờ là